Nếu chúng ta cùng luyện tập trí não một chút thì sao nhỉ? Nếu bạn đã sẵn sàng, bắt đầu thôi nào. 1. Một chàng trai bước vào một căn phòng và nhìn thấy ba cánh cửa. Cánh cửa đầu tiên có một tấm biển và trên đó ghi tới đầm lầy. Trên cánh cửa thứ hai có dòng chữ hang sư tử. Cánh cửa thứ ba không có bất kỳ ký hiệu nào, nhưng chàng trai biết chắc nó dẫn đến đâu. Sao có thể như vậy? Đó là cánh cửa mà anh ta đã mở để bước vào phòng. 2. Sau giờ nghỉ trưa, bạn quay lại văn phòng và phát hiện ai đó đã lấy trộm $50 từ túi xách của mình. Có 4 nghi phạm: Mila, Henry, Jackson và Victoria. Khi bạn hỏi họ về số tiền, Mila trả lời rằng cô ấy không lấy nó. Henry nói rằng anh ấy khá chắc rằng Jackson là thủ phạm. Jackson hét lên: "Không đời nào, Henry đang nói dối." Và Victoria tuyên bố là Mila nói thật. Chỉ có một người trong số họ không nói dối. Ai đã lấy tiền của bạn? Là Mila. Cô ấy, Henry và Victoria đang nói dối trong khi Jackson nói sự thật. Nếu bất kỳ ai khác đã lấy $50 của bạn thì sẽ có nhiều hơn một người nói sự thật. 3. Có một vài chú chim sẻ đang đậu trên cây. Mỗi chú chim đậu trên một cây. Nhưng trong trường hợp này, sẽ có một chú chim phải đậu chung cây với chú chim khác. Sau đó, các chú chim tập hợp lại. Mỗi cây sẽ có hai chú chim đậu. Nếu vậy, sẽ có một cây không có chú chim nào. Có bao nhiêu chú chim và bao nhiêu cái cây ở đây? Có 4 chú chim sẻ và 3 cái cây. 4. Bà thám tử nổi tiếng đến một quán cà phê để thảo luận về một vụ án hóc búa. Một người phục vụ đến bàn nơi họ ngồi và hỏi: "Có phải tất cả mọi người đều muốn uống cà phê không?" Vị thám tử đầu tiên nói: "Tôi không biết." Vị thám tử thứ hai trả lời: "Tôi không biết." Còn vị thám tử thứ ba nói: "Đúng vậy." Tại sao vị thám tử này lại nói như vậy? Tất cả các thám tử đều muốn uống cà phê, nhưng hai người đầu tiên không thể biết liệu đó có phải là sự lựa chọn của tất cả mọi người hay không. Nếu hai thám tử đầu tiên không muốn uống cà phê, họ chỉ cần nói không. Vì vậy, khi thám tử thứ ba nghe câu trả lời của các đồng nghiệp, anh ta đoán ra rằng cả hai người đều muốn uống cà phê, và vì anh ấy cũng sẽ uống một cốc. Anh ấy nói đúng vậy. 5. Hãy nhìn bức tranh này và thử đoán xem ai là người ngoài hành tinh cải trang? Là anh chàng mặc áo vàng. Anh ấy đang ăn một quả chuối, nhưng anh ấy không hề bóc vỏ trước khi cắn. Có lẽ đây là lần đầu anh ta nhìn thấy loại trái cây này. 6. Bạn có một phương trình bằng que diêm 6 cộng 4 bằng 4. Hãy di chuyển một que diêm để biến phương trình thành đúng. Bạn cần lấy một que diêm từ dấu cộng và thêm vào số 6 để được 8. Như vậy, bạn sẽ có 8 trừ 4 bằng 4. 7. Hãy nhìn bức tranh này. Tất cả những người này dường như rất thân thiết, nhưng chồng của cô gái là ai? Đó là anh chàng bên phải. Anh ấy là người duy nhất đeo nhẫn cưới. 8. Câu đố tiếp theo để kiểm tra mức độ chú ý của bạn. Ai là chồng cô ấy? Đó là anh chàng bên trái. Nhìn kìa, đây là ảnh của anh ấy trong xe. Thật ra anh ấy là chủ sở hữu chiếc xe này. 9. Bạn có thể tìm ra điều gì sai ở đây không? Có vẻ những người này đang đeo đồng hồ thông minh.
10. Này thám tử, nhiệm vụ tiếp theo của bạn là tìm xem tên tội phạm đang trốn ở đâu. Hãy đảm bảo bạn chú ý đến từng chi tiết nha. Tên tội phạm đang ở trong nhà A. Chiếc ô tô bên cạnh ngôi nhà đang đổ theo hướng giúp tên tội phạm lái đi nhanh nhất có thể. 11. Bạn có thể đánh giá được ai trong số những người này đang gặp nguy hiểm nhất không? 12. Đó là anh chàng này. Cột băng lớn này sắp đổ xuống đầu anh ta. 12. Người đi xe ô tô màu vàng là đúng hay sai? 13. Đó là cách lái xe sai lầm và rất nguy hiểm. Xe đang di chuyển rất chậm và để vượt qua nó, người lái xe tiếp theo sẽ phải di chuyển từ làn ngoài cùng bên trái sang làn bên phải. Điều này có thể dễ dàng gây ra tai nạn. 13. Làm thế nào bạn có thể biến từ 98 thành 720 chỉ bằng một chữ cái? 14. Thêm chữ X vào giữa 90 và 8, bạn sẽ nhận được 90 nhân 8 bằng 720. 14. Một doanh nhân giàu có đang đi du lịch bằng tàu cao tốc. Anh ta mang theo một vali đầy tiền mặt. Con tàu di chuyển qua một vùng núi với nhiều đường hầm. Sau khi đoàn tàu rời khỏi một trong những đường hầm, doanh nhân nhận thấy rằng chiếc vali của mình đã bị mất. Chỉ có 4 hành khách khác trong toa tàu. Matthew cho biết anh vừa chia tay bạn gái và không quan tâm đến bất cứ điều gì diễn ra xung quanh. Joseph nói rằng anh ấy đã mua cuốn tiểu thuyết của tác giả yêu thích của mình ở nhà ga và say sưa đọc nó. Joey nói rằng cô ấy không nhìn thấy gì cả, cô ấy bị cay mắt và chảy nước mắt vì khói tàu. Và Ellie nói rằng cô ấy đã chợp mắt khi đeo mặt nạ ngủ. Vậy bạn có thể tìm ra ai đã lấy chiếc vali của doanh nhân không? Đó là Joey. Tàu cao tốc hiện đại chạy bằng điện và không có khói. 15. Bạn có một túi đầy cam. Bạn cần sử dụng những quả cam này để lấp đầy hai túi khác có cùng kích thước. Bạn có thể làm điều đó bằng cách nào? Đặt một túi rỗng vào túi kia và đổ đầy cam vào chúng. 16. Thám tử Marcus và một người qua đường khác trở thành nhân chứng của một vụ tai nạn xe hơi. Một người đàn ông bị chiếc xe tải nhỏ cán phải nằm bất tỉnh trên mặt đất. Marcus chạy vội đến quán cà phê gần nhất để gọi xe cấp cứu. Khi anh ta quay lại, người qua đường nói với anh ta rằng người đàn ông đã quay lưng lại nhưng không tỉnh lại. Sau khi quan sát hiện trường trong vài giây, viên thám tử nói tốt hơn là anh nên trả lại tất cả những gì anh đã lấy từ người đàn ông này. Tại sao ông nói như vậy? Lúc đầu khi họ nhìn thấy người đàn ông, chỉ có một nút áo vest của anh ta đang cài. Nhưng bây giờ có hai nút được cài. Chắc hẳn người qua đường đã mở áo khoác để tìm chiếc ví rồi cài nhầm nút áo. 17. Bây giờ hãy tưởng tượng bạn bị lạc trong một khu rừng và một đêm mùa đông lạnh giá. Bạn nhận ra rằng mình không có gì để sưởi ấm. Có ba lựa chọn: ở yên tại chỗ và gọi trợ giúp, tiếp tục đi bộ cho đến khi bạn ra khỏi rừng, và tiếp tục nhưng nghỉ ngơi một chút, ngồi trên ghế tuyết và che mình bằng một số cành cây. Bạn nên chọn phương án nào? Nếu bạn ở yên một chỗ, bạn sẽ bị đóng băng ngay lập tức. Ngồi trên ghế tuyết để nghỉ ngơi một lúc cũng không phải là một ý tưởng hay. Cành cây sẽ không làm bạn ấm lên và bạn có thể vô tình ngủ tiếp đi và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Cách duy nhất để sống sót là tiếp tục đi. 18. Sarah đã mời bạn của cô ấy là Alice, người đang học để trở thành cảnh sát, đến dự một bữa tiệc. Bữa tiệc do Sian, bạn của Sarah tổ chức. Sarah đã lo lắng có thể có một tên trộm tại bữa tiệc này. Trong suốt bữa tiệc, Alice chăm chú quan sát các vị khách.
Vào cuối bữa tiệc, cô ấy nói cho Sarah biết kẻ trộm là ai. Bạn có phát hiện ra là ai không? Đó là chủ nhà, Xin. Khi bắt đầu bữa tiệc, một trong những vị khách của anh ta có đeo một chiếc đồng hồ. Và người phụ nữ này có một chiếc vòng cổ đẹp. Nhưng vào cuối bữa tiệc, chiếc đồng hồ đã nằm trên cổ tay của Xin. Còn chiếc vòng cổ nằm trong chậu hoa đó, bạn thấy chưa nào? 19. Austin, một doanh nhân giàu có, đã mang những tài liệu rất quan trọng đến văn phòng của mình. Nhưng anh ấy có một cuộc họp và cần phải rời đi trong vài giờ. Austin yêu cầu thư ký phải cực kỳ để ý. Các đối thủ cạnh tranh có thể cố gắng đột nhập vào văn phòng để xem tài liệu. Khi anh quay lại, thư ký nói rằng mọi thứ đều ổn cả. Nhưng khi Austin nhìn quanh, anh nhận ra ai đó đã ở trong văn phòng của mình. Cuối cùng, người thư ký cuối cùng thừa nhận đã ngủ quên khi anh ra ngoài. Làm thế nào mà vị doanh nhân biết có người đã vào văn phòng mình? Quả địa cầu trên bàn của anh ấy giờ đã quay theo hướng ngược lại. 20. Hãy quan sát những người này thật kỹ. Ai là chủ của chú chó này? Đó là anh chàng ở giữa. Anh ấy là người duy nhất không cố gắng hút về chú chó. Trong viện bảo tàng của thành phố, một quả trứng vàng đắt tiền phủ đầy kim cương bị mất tích. Các nhân viên bảo tàng nhận thấy điều đó vào buổi sáng. Và tất nhiên, họ ngay lập tức báo cáo vụ trộm với cảnh sát. Thám tử giỏi nhất của thành phố bắt đầu điều tra vụ án. Cô cẩn thận xem qua đoạn phim và xác định được 3 nghi phạm chính. Sau đó, cô nhìn thấy một dấu tay trên tấm kính đặt trước quả trứng. Hãy xem những dấu tay này và bàn tay của những kẻ tình nghi. Ai là người có tội? Chính là người này đây. Nhìn xem, mấy dấu vân tay không đầy bởi vì có thứ gì đó cản đường. Người này đang đeo nhẫn ngay ở đó, vì vậy, đó là dấu của họ. Ở một thị trấn nhỏ, ai đó đã đánh cắp một chiếc vòng cổ cho mèo bằng bạc đắt tiền, được bao phủ bởi kim cương và đá quý. Chủ cửa hàng đã gọi cảnh sát và cuộc điều tra bắt đầu. Có 3 kẻ tình nghi. Ông Johnson cho biết, tôi đến để tìm bông tai tặng sinh nhật con gái. Nhà tôi không nuôi thú cưng. Bà Martin nói, tôi có vòng tay rồi mà. Tôi chẳng ăn cắp gì cả. Bà Tanner nói, tôi không hiểu bạn đang nói về cái gì. Kẻ trộm là ông Johnson. Có dấu chân mèo trong khu vườn nhà ông ta. Vì vậy rõ ràng gia đình có nuôi thú cưng. Có một tên cướp trong thành phố và không ai có thể bắt được hắn trong nhiều tháng trời. Sau một sự cố nọ, cảnh sát thấy tên cướp vào bệnh viện. Họ bước vào và tình cờ gặp 2 bác sĩ. Ai trong số đó là giả và là tên cướp ấy? Đó là anh chàng này, người đang đeo tai nghe thay vì ống nghe. Bà Stevens đã đi nghỉ 3 tháng, nhưng có người làm của bà đến thường xuyên để bảo trì ngôi nhà. Khi trở lại, bà nhận ra rằng một trong những công nhân thỉnh thoảng tự ý ăn bớt công việc, tự mình đi nghỉ ngoài kế hoạch. Đó là ai? Người làm vườn chăm sóc khu vườn bên ngoài, quản gia lo mọi việc trong nhà. Hay là thợ sơn đến sơn nhà? Đó là quản gia. Hãy nhìn xem, cây cối trong nhà đã khô héo rồi. Có vẻ như anh ấy đã nghỉ làm vài tuần và có lẽ chỉ dọn dẹp nhà cửa ngay trước khi bà Stevens trở về. Bạn có nghĩ rằng bạn có thể tìm ra ai là cô dâu của người đàn ông này không? Đó là người phụ nữ này ngay tại đây. Nhìn kìa,
Cô ấy có hình xăm giống anh ấy. Cảnh sát của một thành phố nhỏ nhận được tin báo rằng quái vật âm thầm tràn vào thị trấn và hiện đang sống giữa loài người. Đó không phải là vấn đề, nhưng cảnh sát quyết định xác định tất cả để theo dõi họ. Bạn có thể giúp cảnh sát xác định những ngôi nhà mà những con quái vật sống không? Đây là nhiệm vụ đầu tiên. Bạn nhìn thấy hai ngôi nhà và một con ma cà rồng sống ở một trong số chúng. Cái nào? Phải là ngôi nhà này. Ở đấy tối om, nơi có rèm đóng trên tất cả các cửa sổ. Ma cà rồng không thích ánh sáng mặt trời mà. Được rồi, nhiệm vụ tiếp theo là tìm ngôi nhà của một xác ướp. Đây là hai lựa chọn khả thi. Xác ướp sống ở ngôi nhà nào? Nhà này, hãy nhìn xem, có băng quấn quanh nhà. Sinh vật tiếp theo có nơi cư trú mà chúng ta cần xác định là thần lùn. Hãy nhìn vào bên trong hai ngôi nhà. Bạn có biết thần lùn sống ở đâu không? Có lẽ trong ngôi nhà này, tất cả đồ đạc đều nhỏ hơn và được đặt thấp hơn so với trong ngôi nhà khác. Vì vậy, nó phải là nơi ở của một ai đó nhỏ bé, giống như một chú lùn. Bây giờ, chúng ta cần tìm nhà của một nhân mã. Hãy nhìn kỹ vào cả hai ngôi nhà. Bạn có thể xác định được nhà nào không? Cái này, ngay đây. Hãy xem, có những dấu chân ngựa trên lối đi vào nhà. Cái cuối đây, một phù thủy sống trong một trong những ngôi nhà này. Nơi nào khiến bạn dễ bị bỏ bùa nhất đây? Bạn có để ý chú mèo đen dễ thương này không? Đó là một phụ tá phù thủy nổi tiếng. Vì vậy, tôi đặt cược vào ngôi nhà này. Vào một đêm tháng giêng lạnh giá, người ta phát hiện Delaney trong tình trạng bất tỉnh trong phòng để đồ. Khi người bạn thân nhất của cô là Jane đến tìm cô, Delaney đang ở một bữa tiệc tại nhà với một nhóm sinh viên đại học. Cảnh sát đã thẩm vấn một số sinh viên, hỏi họ đã ở đâu vào khoảng thời gian xảy ra vụ tai nạn. Allison nói, tôi ở trên lầu khiêu vũ với các bạn cả buổi. Liam nói, tôi đến một kiosk để lấy một ít kẹo cho bạn gái của mình. Chỉ có đồ uống và khoai tây chiên thôi. Oliver kể, tôi đang nói chuyện với một cô gái, cô ấy có vẻ thích tôi. Ai nên được đưa đến đồn cảnh sát? Liam, đêm hôm đó trời lạnh và anh ấy sẽ cần một chiếc áo khoác để đi đến kiosk. Và nếu anh ấy cần áo khoác, anh ấy sẽ vào phòng để đồ để lấy và sẽ tìm thấy Delaney thay vì Jane. Vì vậy, anh ta hoặc nói dối, hoặc đi ngang qua một cô gái bất tỉnh. Ronan Collins, một doanh nhân thành đạt đã mất tích. Gia đình anh đã báo cảnh sát. Nghi phạm chính là đối tác kinh doanh của Ronan, Jennifer. Cô ấy đã ra khỏi thành phố, nhưng ngay khi cô quay lại, cảnh sát đã gõ cửa nhà cô ấy và hỏi liệu cô ấy có biết gì về vụ mất tích của Ronan 2 tuần trước đó không. Một giờ trước, tôi vừa trở về sau chuyến đi kéo dài 1 tháng tới rừng nhiệt đới Amazon. Tôi còn chưa nghe tin về việc đó nữa. Vị thám tử không tin cô ấy ngay lập tức và đưa cô ấy về đồn để điều tra thêm. Tại sao? Qua những bức ảnh, có thể thấy rõ Jennifer nhuộm tóc. Cô ấy nói rằng cô ấy vừa trở về sau chuyến đi kéo dài cả tháng. Nhưng mái tóc của cô ấy đã được nhuộm hoàn hảo. Phần chân tóc sẽ phải mọc ra. Vì vậy, ít nhất là cô ấy đang nói dối về điều gì đó. Esme đang đi dạo trong rừng và bị lạc. Nhưng cô ấy đã tìm thấy ngôi nhà của một phù thủy. Bước vào, vuốt ve con mèo đen của bà và yêu cầu phù thủy đưa cô về nhà. Mụ phù thủy đang bận mổ một con ếch, một con chuột và một con quạ. Bà đang sử dụng găng tay chữa bệnh bằng phép thuật, nhưng chỉ có 2 đôi thôi. Vì vậy, bà cần sự giúp đỡ của Esme để tìm ra nó và sau đó sẽ đưa cô ấy về nhà.
Làm thế nào bà có thể giải phẫu cả ba con vật bằng hai đôi găng tay ma thuật và vẫn giữ vệ sinh? Phù thủy nên đeo đôi găng tay đầu tiên để mổ con ếch. Sau đó, bà nên phẫu thuật con chuột bằng cặp găng thứ hai. Cuối cùng, bà mổ con quạ bằng cách lộn mặt trong của đôi găng thứ nhất để bọc bên ngoài đôi găng thứ hai. Thám tử Colum phải đi đến thành phố nhỏ lân cận, nơi có chó bị trộm hàng đêm ngay bên ngoài nhà của chúng. Đã có bốn bạn cún mất tích và tất cả chúng đều sống trên cùng một con phố. Mila bị bắt cóc đầu tiên, sau đó là Karma vào đêm hôm sau, sau đó là Jake và sau đó là Mr. Sniffer. Chỉ còn lại ba con chó sống trên cùng phố thôi. Bạn có thể tìm ra bạn cún nào sẽ là mục tiêu tiếp theo không? Hãy nhìn kỹ những con chó bị bắt cóc nhé. Hay thực ra là nhìn vào vòng cổ của chúng. Con chó đầu tiên bị bắt cóc có vòng cổ màu đỏ. Karma có một chiếc vòng cổ màu cam. Sau đó là Jake đeo một chiếc màu vàng. Và Mr. Sniffers sở hữu một chiếc màu xanh lá cây. Có vẻ như chúng đang bị bắt cóc theo thứ tự bảy sắc cầu vồng. Vậy mục tiêu tiếp theo sẽ là con chó này, con đeo vòng cổ màu xanh dương. Mason gọi điện cho cảnh sát, báo cáo rằng chiếc kết bằng kim loại chứa tiền tiết kiệm của anh đã bị đánh cắp. Anh bước vào phòng ngủ của mình đúng lúc để phát hiện tên cướp ném kết sắt ra ngoài cửa sổ và biến mất qua cửa sổ ngay sau đó. Vì vậy, Mason muốn tên cướp bị bắt hoặc bảo hiểm của anh ta trả cho anh ta số tiền anh ta đã mất. Thám tử đến để điều tra. Anh có chạm vào bất cứ thứ gì trong phòng sau vụ tai nạn không? Thám tử hỏi. Không, tôi đến thẳng đây thôi. Thế thì không có tên cướp nào cả. Thám tử kết luận. Tại sao? Wow, Bella hạ cánh xuống New York, lòng tràn đầy tham vọng về sự nghiệp thành công phía trước. Có rất nhiều phương án để đi từ sân bay vào trung tâm thành phố, nhưng vì muốn tiết kiệm tiền nên Bella đã chọn bắt xe buýt. Cô phải mua một vé với giá $10. Bỗng một anh chàng đẹp trai xuất hiện và gợi ý một giá hời hơn. Này, kế hoạch của tôi đã thay đổi, tôi không cần vé xe buýt nữa. Cô có muốn mua lại với giá $6 không? Bella đồng ý và đưa cho anh ta $6. Đó là một sai lầm lớn. Tại sao? Hãy xem ngày hiện tại trên màn hình của máy bán hàng tự động đi. Còn giờ hãy xem ngày trên vé. Nó đã hết hạn được một thập kỷ rồi. Cuối cùng, Bella cũng đến được Manhattan và tìm thấy nhà trọ của mình. Cô đã đặt một chiếc giường trong phòng trọ tập thể. Bella sẽ ở đó cùng với ba người phụ nữ khác. Cô ấy để ba lô trên giường và đi tắm. Khi quay lại, Bella phát hiện ra máy tính xách tay của mình đã bị ăn trộm. Cô hỏi những người bạn cùng phòng. Sarah nói, tôi đang uống cà phê ở sảnh, đi mà hỏi nhân viên quản lý ấy. Kelly nói, tôi bịt mút tai và đeo mặt nạ ngủ nên chả nghe hay thấy gì cả. Còn Chelsea nói rằng, lúc ấy cô đang chụp ảnh trên sân thượng của nhà trọ. Ai đang nói dối? Chelsea, bạn có thấy biển hiệu không? Nội quy nhà nghỉ nghiêm cấm khách lên sân thượng. Vào khoảng 8 giờ tối, Bella bụng đói cồn cào nên đã ra ngoài tìm chỗ ăn. Cô tìm thấy một nhà hàng ấm cúng. Vừa bước vào trong, Bella đã chứng kiến một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa nhân viên phục vụ và khách hàng. Khách hàng khẳng định đã gọi món súp cà chua, còn nhân viên phục vụ khẳng định là anh ta chỉ gọi sô-cô-la nóng. Bella ngay lập tức nhận ra ai đang nói dối. Còn bạn thì sao? Khách hàng đang nói dối. Quảng cáo này trên tường ghi rằng nhà hàng chỉ phục vụ súp từ 1 đến 4 giờ chiều. Có nghĩa là nhân viên phục vụ sẽ không chấp nhận gọi món như vậy. Bella gọi món. Trong khi chờ đợi, cô ấy nhìn xung quanh và nhận thấy một chi tiết kỳ lạ.
Bạn có thấy nó không? Anh chàng này đang dùng lá cây thay vì tiền để trả cho bữa ăn của mình. Nhân viên phục vụ mang món tới bàn Bella. Đang chuẩn bị ăn thì cô thấy hai người phụ nữ tranh cãi về việc đặt chỗ VIP. Julia khẳng định rằng cô đã đặt phòng VIP từ trước cho lễ kỷ niệm ngày cưới. Còn Leticia nói, không thể nào, tối nay có tiệc sinh nhật của tôi. Hôm qua tôi gọi điện cho quản lý và anh ta đã hứa cho tôi phòng VIP. Viên quản lý nói, thưa các cô, tôi rất tiếc, hệ thống đặt chỗ đã gặp trục trặc và xóa cả hai yêu cầu đặt chỗ của các cô. Hôm nay không còn phòng VIP nữa ạ. Tôi có thể làm gì khác cho các cô không? Ai đang nói dối ở đây? Viên quản lý, hãy nhìn vào màn hình mà xem. Yêu cầu đặt chỗ của Julia vẫn còn đó. Anh ấy nói dối vì Leticia đã cho anh một khoản tiền bo lớn để có được phòng VIP mà không cần đặt trước. Đó, trời ơi, nhà hàng này thật điên rồ. Mong là đồ ăn xứng với giá tiền. Sau bữa tối, Bella nhìn thấy Leticia khóc trong phòng vệ sinh nữ. Bella hỏi, có chuyện gì thế? Nhưng Leticia không nói gì cả mà chỉ đưa điện thoại cho Bella. Trên đó hiện đoạn tin nhắn của cô ấy với bạn trai. Bạn có biết điều gì đã khiến Leticia buồn đến vậy không? Bạn trai của cô ấy đã không đến bữa tiệc sinh nhật của cô. Tệ hơn nữa, anh ta còn nói dối rằng mẹ bị bệnh để tham dự tiệc hồ bơi. Hãy nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong kính râm của anh ta mà xem. Có vẻ anh chàng đang vui vẻ đấy nhỉ? Leticia rất biết ơn vì sự an ủi của Bella nên đã tặng vé xem opera VIP cho Bella. Buổi biểu diễn sẽ diễn ra vào ngày hôm sau. Bây giờ, Bella cần tìm một chiếc váy dạ hội. Cô ấy đi đến một trung tâm thương mại với Kelly và Sarah, nhưng vừa đến nơi, họ đã thấy một điều rất kỳ lạ. Bạn có thấy giống họ không? Mannequin này có 3 cánh tay. Bạn có thấy điều gì không đúng ở đây không? Kích cỡ của trang phục không khớp với kích cỡ trên móc treo. Còn phòng thay đồ thì sao? Có chi tiết nào lạ không? Bàn chân lông lá này không thể là chân con người. Cuối cùng, Bella cũng tìm thấy một bộ váy dạ hội tuyệt đẹp để đi xem opera, nhưng nó có giá 97 đô la. Bella không có đủ tiền nên đã vay Kelly và Sarah mỗi người 50 đô, tổng là 100 đô. Cô ấy đã mua chiếc váy và được trả lại 3 đô. Bella đưa 1 đô cho Kelly, 1 đô cho Sarah và giữ lại 1 đồng cuối cùng cho mình. Như vậy, hiện tại Bella nợ Kelly 49 đô và nợ Sarah 49 đô, tổng là 98 đô. Nếu cộng đồng 1 đô mà Bella cầm thì ta có 99 đô. Nhưng vậy thì vẫn thiếu 1 đô. Nó ở đâu? Trước hết, chúng ta bị dẫn dắt và tin rằng còn thiếu 1 đô. Theo các điều kiện của câu đố, Bella lấy 50 đô của Kelly và 50 đô của Sarah. Như vậy, tổng số nợ của cô là 100 đô la. Sau đó, cô ấy mua một chiếc váy với giá 97 đô và được trả lại 3 đô. Tổng tiền thực sự vẫn bằng 100. Nhưng bản thân câu hỏi đã đưa ra một câu đố bất khả thi về mặt toán học. Trên thực tế, không có đồng nào bị thiếu cả. Khoản nợ của Bella vẫn là 98 đô la vì cô đã đưa 2 đô cho hai cô bạn rồi. Và việc cộng 1 đô của Bella vào khoản nợ này là không chính xác. Tiếp theo, Bella quyết định đến một tiệm làm tóc. Người quản lý yêu cầu cô đợi 20 phút.
Bella ngồi đợi ở phòng chờ và vô tình ngủ quên mất. Khi tỉnh dậy, cô thấy có người đã cắt mất mái tóc dài tuyệt đẹp của mình. Cô ấy rất tức giận và hỏi ba người mà cô nghi ngờ. Maya nói rằng cô ấy đã bận với một khách hàng khác và không nhìn thấy có chuyện gì xảy ra ở phòng chờ. Rick nói rằng anh ấy đã ăn trưa ở bên ngoài. Còn Sally nói, cô nghĩ tôi là ai? Tôi không ăn cắp tóc. Thật nực cười. Ai đang nói dối? Cả Maya và Sally đều có tóc đã bị cắt trên quần áo, nhưng điều đó không chứng minh được tội. Nhưng hộp cơm trưa của Rick vẫn đầy thức ăn, nghĩa là anh ta đang bận việc khác trong giờ nghỉ trưa. Rất đáng ngờ. Chiếc váy dạ hội của Bella quá dài và phức tạp. Cô ấy không thể đi tàu điện ngầm đến phòng hòa nhạc được. Vì vậy, viên quản lý nhà trọ anh Fred nói sẽ đưa cô đến đó nếu cô giải được câu đố hóc búa của anh. Tôi có cổ và không có đầu. Có cánh tay nhưng không có bàn tay. Tôi ở cùng bạn tại trường. Tôi ở cùng với bạn tại nơi làm việc. Tôi là gì? Câu trả lời chính xác là một chiếc áo. Trong lúc nghỉ giữa buổi, Bella đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Cô ấy cùng với những vị khách khác đã rất thư giãn trong tối nay. Bỗng một người bán hàng rong đề nghị tặng Bella một sợi dây chuyền kim cương với giá 20 đô. Cô ấy gật đầu lia lịa và đeo sợi dây chuyền vào. Chẳng bao lâu, ba vị khách đến gặp Bella để đòi lại sợi dây chuyền. Pam nói, sao cô dám? Sợi dây chuyền này là vật gia truyền của nhà tôi bao đời nay. Tôi làm mất nó trong phòng vệ sinh nữ. Diana nói, cái vòng này trông rất giống vòng của tôi. Hôm nay lúc tôi đang đi trong đám đông, có kẻ đã giật mất nó. Dù thế nào thì bộ sưu tập trang sức của tôi vẫn có bảo hiểm. Còn Sheila nói, tôi nhận ra mình mất sợi dây chuyền sau khi đến tiệc buffet trên tầng 6. Bạn có thể giúp Bella trả lại sợi dây chuyền cho chủ nhân thực sự của nó không? Sợi dây chuyền thuộc về Diana. Phòng hòa nhạc không có 6 tầng. Pam và người bán rong có hình xăm giống nhau trên cánh tay. Vì vậy, hẳn họ là những kẻ lừa đảo làm việc cùng nhau. Sau đó, Leticia mời Bella đến bữa tiệc sau buổi biểu diễn. Ở đó, Bella gặp Tyler. Anh ấy tự nhận mình là một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng và cho Bella xem một số bức ảnh cho thấy lối sống xa hoa của anh. Nhưng Bella đã sớm nhận ra rằng anh ta chỉ là một kẻ háo danh. Làm sao cô ấy biết được? Hãy nhìn vào những cái cây trong bức ảnh này. Rõ ràng là gió đang thổi về bên phải. Trong khi đó, tóc của Tyler hình như được vuốt sang bên trái. Bức ảnh đã được Photoshop. Sáng hôm sau, Bella đi mua thực phẩm. Vì không có nhiều tiền mặt nên cô ấy chỉ mua hai món đồ là phô mai và bánh mì, tổng cộng hết $1.10. Phô mai đắt hơn bánh mì 1 đô. Bánh mì có giá bao nhiêu? Câu trả lời rõ ràng nhất sẽ là bánh mì có giá 10 cent. Nhưng nếu bánh mì có giá 10 cent và giá của miếng phô mát cao hơn 1 đô, thì miếng phô mát sẽ có giá là 1,1 đô. Và tổng số tiền trong trường hợp này sẽ là 1,2 đô. Câu trả lời đúng là bánh mì có giá 5 cent và phô mát có giá 1,05. Cộng vào và chia ra, đúng là có 1 đô và 10 cent. Đúng chưa nào? Sau bữa sáng, Bella đi phỏng vấn xin việc. Trưởng phòng nhân sự yêu cầu cô giải câu đố này. Cô ấy muốn xem Bella nhanh trí như thế nào. Tôi là nơi duy nhất trên thế giới có ngày hôm nay, today. Đến trước ngày hôm qua, yesterday. Tôi là gì? Bella đã giải câu đố này một cách dễ dàng. Thế còn bạn? Câu trả lời đúng là từ điển. Bella đã nhận được công việc làm nhân viên soát vé xe lửa.
Vào ngày đầu tiên đi làm, cô vào toa tàu để kiểm tra vé của hành khách. Bên trong chỉ có 3 người, và chỉ 2 người trong số họ là con người. Bạn có biết ai không phải là con người không? Người thứ nhất ăn mặc quá ấm áp vào mùa hè, nhưng biết đâu anh ấy đang đến một nơi rất lạnh. Người phụ nữ đằng kia đang uống chất lỏng màu xanh lá cây. Hơi lạ, nhưng có nhiều loại đồ uống nhiều màu sắc khác nhau mà. Về phần người ở giữa, anh ta không đổ bóng. Vì vậy, anh ta không phải là con người.